Thấm là tên chị luôn. Cô Thấm về làng. Ồ kìa, ăn như cô Thấm. Con bắt năm mới xa mới về, bán cơm sườn và bún thịt nướng. Trông rất xinh vậy ta. Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nha. Sáng nay mình đi ăn sáng, mình đang có mặt trên đường Mễ Cốc thuộc phường 15 quận 8 các bạn. Mình đi ngang đây và mình thấy cái tiệm cơm tấm sườn và bún thịt nướng của cô Thấm. Nhìn những cái thịt nướng rất là hấp dẫn và khách thì cũng khá là đông nha các bạn. Cho nên mình quyết định mình vào đây mình ăn và mình sẽ quay review cho các bạn cùng xem. Và mình mời các bạn ăn với mình một dĩa cơm tấm của cô Thấm. Dĩa sườn này là sườn cọng nha các bạn, và chả và bì. Các bạn đi theo mình nha. Ở đây là cái công trình bờ kè bến Bình Đông đó các bạn. Lúc trước thì những cái khu vực này có nguy cơ bị sạt lở đó các bạn. Cho nên người ta mới tiến hành làm cái công trình này là làm cái bờ kè cho bến Bình Đông. Chúng ta thấy cả bến bên kia luôn. Bây giờ nước ròng thì nhìn nó xình lầy quá. Cái bờ kè này rất là khủng luôn các bạn. Mình thấy bờ kè này từ ở dưới mặt đất mà cao lên thì khoảng 2 mét đó. Và cái độ dày nó phải là 1 mét mấy. Ở đây là đường Mễ Cốc quận 8 nha các bạn. Thì mình thấy ở chỗ này có quán cơm sườn cô Thấm. Ở đây bán cơm sườn và bún thịt nướng luôn. Địa chỉ ở đây là số 9A Mễ Cốc, phường 15 quận 8 nha các bạn. Mình sẽ vào đây quay một số hình ảnh nha. Bây giờ là tầm khoảng hơn 7 giờ sáng nha các bạn. Mình thấy không khí ở quán cũng nhộn nhịp, khách ăn cũng khá đông. Rồi ở ngoài thì bán cơm, bán bún và có những cái lò nướng rất là hấp dẫn luôn. Những cái thịt sườn được nướng lên, nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn. Ở đây mình bán sườn và cơm sườn và bún thịt nướng luôn hả chị? Dạ đúng rồi, cơm sườn. Cho các bạn xem cô chủ xinh đẹp chút nha. Quán đắt ngân phần nhờ cô chủ xinh đẹp đó. Đây chị đang làm một dĩa cơm này ấp la. Dạ, ấp la. Hai trứng luôn. Dạ, ấp la hai trứng. Hai trứng là bao nhiêu vậy chị? Hai trứng ở đây bán có 18 ngàn. Rồi. Ở đây bán rẻ lắm anh ơi. Chị tính 20 luôn đi. Phải cái cô em lao động nhiều. Nó cầm thối. Tiền thối cho nó vui thôi nha các bạn ha. Dạ. Nó quá rẻ luôn. Những cái này là để bán bún nướng hả chị ha? Đây là chả giò bán bún nước. Quay dưới chị chỉ trên. Ở đây thì nem dưới này chả giò chỉ gì đó. Đây là chả nè, những cái miếng chả rất ngon. Tiền nhiều quá. Chị ăn gì chị? Ăn rồi ăn rồi đó gần. Cái này là thịt, hai loại thịt nướng. Dạ. Đây là thịt. Cái này là sườn cọng. Sườn còn cọng. Đây là sườn miếng anh. À, dạ. Sườn cọng. Đây là sườn miếng bên đây. Còn cái này là sườn miếng nha các bạn. Dạ, đúng rồi. Rồi có bì nữa nè. Thì bán cơm tấm vào đây bán bún thịt nướng. Dạ. Trong bún thịt nướng cũng có xài bì chứ hả chị? Dạ có. Cũng có luôn. Có quý khách thích thì có hết. Đùi gà mình nướng luôn hả chị? Dạ có. Rồi những cái ốp la rất hấp dẫn nè. Ốp la nó còn hồng đào nha. Đẹp. Sao nó dị dày quá đẹp rồi. Mình có thể ăn kèm với dưa leo và cà nè các bạn. Dưa leo cà thì mình ăn với lại cơm tấm đó. Đây là bún này bán có 25 ngàn như đây thôi. Ở đây là Mễ Cốc bên quận 8, thành ra cũng bình dân ha. Dạ bình dân lắm à. Bún thịt nướng mình có thịt nướng với chả giò hả chị ha? Chả giò, nem. Nem. Nem, thịt nướng, chả giò. Nem nướng luôn. À dạ, cái rồi. Này cái đây là cây nem nướng nè. Dạ đúng rồi, đó là cây nướng. Rồi gói thì tôi. Phần bún thịt nướng vậy là bao nhiêu vậy chị? 25 ngàn hả? Trời ơi, bán chi rẻ vậy? Tại ở đây bán vậy không à. Nó chưa ở khu Bình Dân hả chị ha? Dạ, mình bán phục vụ
người lao động, học sinh rồi này kia, mấy em học sinh này kia. Nên là bán giá cao quá mình bán không được. Dạ. Ở đây mình bán được bao nhiêu năm rồi chị? Em bán cũng 20 năm rồi anh ơi. Dạ. Cô Thấm là tên chị luôn hả? Cô Thấm về làng. Cô Thấm về làng. Ồ kìa, ai như cô Thấm. Con bắt năm mới xa mới về. Dạ. Bán cơm sườn và bún thịt nướng. Trông rất xinh vậy ta. Thôi, có bài cha luôn. Những phần này là mình ốp rồi anh ha. Dạ, ốp hết rồi. Ốp để nướng nè các bạn. Những cái đây là cái sườn cộng. Đùi gà, đùi này là đùi tỏi. Rất nhiều luôn. Lấy bao tay để tăng cường da. Sao không tay. Đây những cái sườn cộng á, rất nhiều luôn. À, ốp sẵn rất là. Đây đây mình thấy có hành tỏi rồi nên rất là thơm các bạn. Có ốp giờ mình coi cái mấy cái đồ nướng. Này là bán đắt lắm nè, trên nướng quá nhiều luôn nè. Đó, có thấy cái máy nướng không? Nướng bằng máy luôn nha. Sẽ vòng vòng luôn. Thôi mình quay mà mấy cái đồ nướng người ta phái coi, nhìn nó hấp dẫn không? À đây là những cái sườn cộng nè. Rất to luôn nha các bạn, không phải là nhỏ nha, cái đùi gà cũng rất to luôn. Cái này mình nướng nó có teo lại không anh? Dạ không anh. Đây nướng những cái sườn cộng nè và đùi gà. Mấy cái đồ nướng mình có mấy loại anh? Đây, gà nướng với sườn nướng à. À là có như ba loại. Thấy có đùi gà nè, sườn cộng với sườn miếng. Dạ đúng rồi. Bán rất đắt nha các bạn. Cái thảo thịt rất khủng luôn và đang nướng rất là nhiều luôn. Anh là ông xã của dạ, chị Thấm hả? Dạ. Anh đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? Đây sáng 5 giờ bán à. Dạ, bán tới mấy giờ nghỉ? 11, 12 giờ chiều luôn. Vậy bán buổi sáng thôi? Dạ, dạ. Dạ. Mình, đó, mình bán đây, đây luôn. Đây qua bển luôn. À, hai ba căn nhà luôn á. À, hai căn thôi. Hai căn. Mặt tiền có hai căn. Dạ. À, cơm. Cơm lúc nào cũng được hấp nha các bạn. Cho nên lúc nào cũng nóng hết. Cái này đúng tấm luôn anh. Tấm luôn anh ha. Ở dưới thì có lá dứa hả? À, cho nên rất là thơm luôn. Đứng đây là thơm là muốn bay bổng luôn á. Đó, cô Thấm làm một phần cơm chả hả chị ha? Dạ, cơm chả bao nhiêu chị? Dạ cơm chả cũng có 18 ngàn thôi anh. Làm phục vụ luôn nha. Đây. Cơm thêm thì cơm thêm vào đây nha. Mình coi cái này cái gì đây? Cơm luôn hả chị ha? Dạ, cơm. Một ngày mình bán một buổi về mình bán mấy nồi? Có hết này không? Hơn chứ. Hơn luôn anh. Còn ra nữa phải không? Dạ tùy theo bữa. Có bữa em bán 4 nồi, có bữa em bán 5 nồi. À 4 5 nồi luôn hả chị ha. Nó đại nhiều nhiều đi, 6 7 nồi đi. Dạ có nhiều nói nhiều anh ơi. Nói cho người ta hết hồn chứ. Dạ không có. Đây cơm rất thơm luôn. Đúng tấm luôn. Cô Thấm bán cơm tấm. Nên nhà giàu lắm. Nhà cô rất bình thường, không giàu lắm. Cô nó đúng người lắm. Ở chỗ này là mình bán sườn miếng với lại ý mình nướng sườn miếng với lại nem hả chị ha? À, nem để bán bún thịt nướng. Dạ đúng rồi. À, mình nướng thì không tránh khỏi những cái trái đen đen. Sao mình nướng mình sẽ cắt ra bỏ hả chị ha? Đó. Miếng rất to nha các bạn. Xèo 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 luôn. Đây là sườn cộng rồi sườn miếng rồi nem rồi gà. Cô để ăn với cơm và bún có xài đồ chua luôn hả chị ạ? Và những cái nước mắm pha sẵn để mang về nè. Đây là đây mình có mấy loại nước mắm vậy chị? À. À cơm với lại bún thịt nướng xài một chung loại nước mắm là nước mắm ngọt. Bởi vì cơm với bún thì nó có cái đậu chua rồi cho nên mình xài nước mắm ngọt.
mình cũng ẩm thực mà. Bì chả bao nhiêu chị? Dạ sườn miếng bì chả là 30. Dạ. Còn sườn cộng chả là 38.000. Dạ. Dạ, còn này sườn chả là cái này là 30. Cái này là 30, cái này là 30. Sườn miếng bì chả là 35, cứ ăn thêm món là 5.000. Dạ. 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 Ô, xin đây. Rồi em bán một phần sườn miếng là 25, sườn cộng là 33. Thì mình làm phần gì chị? Mua về. Còn nếu mà này khách kêu cái gì, chị làm cái gì? Này đang kêu gì ăn không? Sườn cộng. Sườn cộng anh. Là xem chị làm một phần cơm sườn cộng mang về nè. Dạ. Quá hấp dẫn luôn, cộng nóng hổi luôn. Dạ, nóng hổi ngon luôn. Bỏ đi những cái đen đen. Có mỡ ăn không? Không ăn. Không cà, không cà, không cà, không mỡ ăn chưa? Không mỡ ăn. Không gì luôn. Thì anh không ăn gì hết. Đó, những cây này nướng mới nướng xong được thảy lên nè. Rồi một hộp sườn miếng không lấy gì luôn nha. Sườn vẫn bò quá. Rồi. Cơm với sườn vậy thôi à? Dạ nó mang gì hết. Vui quá ha. Ở dưới bàn một dĩa gì vậy? Rồi dĩa sườn miếng luôn. Dĩa sườn miếng. Một hộp sườn cộng chả. Một hộp cộng chả. Mình nướng chả nhìn cũng rất là hấp dẫn nha các bạn. Chả anh trong đây có trứng, chắc có nấm mèo, có nấm mèo trong đây. Dạ, có bún tàu không chị? Dạ có anh. Tôi quay cho tôi biết. Anh đi quay nhiều nên anh biết. Tôi là một sườn miếng bị chả. Tôi từng làm anh chủ nhà hàng. Dạ. Trời ơi, bữa nào dạy nghề em coi. Thôi, đâu biết. Giờ rảnh nữa không mà quay quay chơi. Giờ nghỉ bỏ nghề. Bì chả. Dạ, miếng bì chả. Sườn luôn. Sườn bì chả. Tại đây thì nó kêu vắn tắt vậy đó. Nhà chị đây luôn hả chị? Dạ không, nhà em trong hẻm ở đây mướn. À, mướn hả chị ha. Dạ. Này chín rồi hả chị? Dạ cái này cái chín thì dễ ra đó. Dạ, này nó chín rồi. Nướng này có nướng lửa riêu riêu thôi. Chị nói sao dịch rồi bị vắng khách bớt hả chị? Đúng rồi, lúc trước là có lượng khách em rất đông. Hôm trước Tết thì những phần bán được thì mình từ khi mà sau Tết thì qua rằm là nó vắng. Mọi người hết tiền. Chứ ở đó em bán ngày rằm với mùng 1 chị cũng đâu có nghỉ hả chị? Dạ không, em muốn nghỉ. Nghỉ ổn hả chị? Gom tiền không? Còn trẻ còn khỏe thì làm đi anh ơi. Có cơ hội chứ. Hay ha, quan niệm hay ha. Chứ mình là mình muốn nghỉ ngơi không à. Tại vì anh có tiền rồi. Anh có tài sản rồi em chưa có. Nên là em còn phải lo làm. Giờ mình gọi một dĩa cơm tấm sườn chả bì. Sườn đây là sườn cây các bạn. Dĩa cơm tấm sườn không thì là sườn cây là 33.000. Còn nếu mà thêm bì thêm chả mỗi cái món 5.000 nữa, có nghĩa là 33.000 cộng với 10.000 là 43.000 cái dĩa này nha các bạn. Mình thấy trong cái dĩa cơm mình nè, có sườn rất là to luôn, tổng sườn cộng, bì, chả, cơm và có được miếng mỡ hành á. Mỡ hành ở trong đây mình ăn kèm với cà, dưa leo và những cái đồ chua đó các bạn. Bây giờ mình chan nước mắm vào. Đây có chén nước mắm pha sẵn, nước mắm ngọt. Cũng sườn cây nha, nhìn rất to, nhìn hấp dẫn lắm, mà miếng chả cũng to nữa, trộn lên. Mình trộn bì luôn. Mình chan nước mắm vừa đủ ăn thôi nha các bạn, chan nhiều quá chừng mặn. Mình ăn vừa vừa thôi, nào mình thấy lạc thì mình chan thêm. Món cơm tấm là cái món rất là phổ biến ở Sài Gòn nha các bạn. Và cũng dễ ăn nữa. Và cơm tấm hình như là giờ nào ăn cũng được bạn. Giờ trưa, giờ chiều và những cái tiệm cơm tấm đêm ở Sài Gòn rất là nhiều. Đêm khuya đi chơi khuya hay là gì đó thì ăn khuya cũng những tiệm cơm tấm đêm thì cũng rất là đông khách luôn. Cơm tấm thì lúc nào cũng để trên nồi hấp đó các bạn.
chan nước mắm vô cũng khá là vừa ăn nhé các bạn. Mình chia giữa cơm sườn, thêm miếng chả 5.000. Cục sườn nè, nhìn hấp dẫn lắm, nóng nha, bốc tay luôn. Sườn cũng còn một ít mỡ các bạn, nó béo béo và ốp rất là đậm đà, rất ngon, nướng cũng ngon á. Nướng bằng cái máy các bạn, nó xoay đều, nó chín đều. Cái máy nướng rất khủng luôn, rất lớn, nướng rất nhiều. Miếng chả cũng vừa ăn nha các bạn. Miếng chả nó cũng không có khô lắm. Mình thấy bì với chả đây thì cũng ốp vừa ăn. Cái miếng sườn thì nó đậm đà cái gia vị hơn. Còn chả với lại bì thì nó nhạt nhạt. Miếng sườn ngon mà ăn nóng ngon. Còn nóng á. Lâu lâu có dịp thì mình qua quận 8 trải nghiệm ăn cái dĩa cơm sườn của cô Thắm. Cũng thật là lý thú. Giá ở đây thì bình dân. Và cơm cũng khá là ngon với cái lò nướng than mà xây 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 của cái thịt nướng các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn. Và anh chị bán ở đây cũng rất là vui vẻ. Có lẽ mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn xem, các bạn nhớ chia sẻ những món ăn ngon cùng với gia đình và người thân. Và các bạn chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nhé. Mình xin kết thúc và hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.